Bác sĩ tiết lộ, 6 món ăn sáng đại bổ tốt gấp trăm lần nhân sâm, càng ăn càng sống thọ. Xin kính chào quý vị cô bác đang theo dõi kênh truyền hình sức khỏe. Cô bác thân mến, không biết buổi sáng hàng ngày cô bác mình thường lựa chọn ăn món gì ạ? Hãy bình luận chia sẻ để xem cô bác có đang ăn đúng món nằm trong danh sách những món ăn đại bổ, gan thận biết ơn, càng ăn càng sống thọ mà chương trình chuẩn bị chia sẻ dưới đây không nhé. Món thứ nhất đó là cháo. Nếu cô bác nào ở đây đang lựa chọn cháo cho bữa sáng thì hãy bình luận là số 1 đấy nhé. Chương trình cũng xin gửi lời khen tới quý vị bởi lựa chọn rất là thông thái đấy ạ. Theo các chuyên gia, ăn cháo buổi sáng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe con người. Đây là một thói quen dinh dưỡng thông minh và có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cơ thể chúng ta. Đầu tiên, cháo là món nhẹ, dễ tiêu hóa và giàu nước, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể sau khi dậy thì. Việc cung cấp đủ nước và năng lượng từ cháo thì giúp chúng ta khởi động cơ thể, cải thiện tinh thần, tăng cường hiệu suất làm việc và học tập trong suốt một ngày dài. Thứ hai, cháo lại cung cấp nhiều chất xơ hòa tan và dễ tiêu hóa từ các loại ngũ cốc như là gạo lứt này, yến mạch, hoa quả hay là đậu nành. Những chất xơ này thì duy trì sự bình thường của hệ tiêu hóa con người, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Thứ ba, cháo chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như là B này, vitamin E, sắt, canxi và kẽm. Các chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng. Cuối cùng, ăn cháo buổi sáng cũng là cách tuyệt vời để chúng ta kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng. Cháo thì giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vào buổi sáng và là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai mà đang trong quá trình giảm cân ạ. Nói là tốt như vậy, nhưng mà tôi thì để ý thấy là nhiều cô bác vẫn rất là lười dậy nấu một nồi cháo để ăn. Vậy thì giải pháp đơn giản nhất là cô bác có thể chúng ta mua cháo nấu sẵn ở các cửa hàng cháo dinh dưỡng ạ. Có thêm một lưu ý nhỏ là quý vị cô bác tuyệt đối đừng ăn cháo gói vì nó không hề đem lại lợi ích gì kể trên đâu đấy nhé. Món ăn thứ hai đó là món ngũ cốc. Cô bác có biết không, ngũ cốc thì là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào từ carbon hydrate phức hợp, giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động suốt cả một buổi sáng. Những loại ngũ cốc như là yến mạch này, gạo lứt này, ngô hạt, quinoa chứa nhiều chất xơ hòa tan thì giúp duy trì sự bình thường của hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Không chỉ vậy đâu ạ, ngũ cốc thì là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng như là vitamin B này, vitamin E, canxi, sắt và kẽm. Những chất dinh dưỡng này không chỉ giúp chúng ta cải thiện sức đề kháng đâu mà còn hỗ trợ cả sự phát triển và chức năng của cơ thể nữa cơ. Tuy nhiên, khi ăn ngũ cốc vào buổi sáng có đường, cần phải lưu ý về lượng đường chúng ta đang tiêu thụ. Các sản phẩm ngũ cốc có đường có thể gây tăng đột ngột nồng độ đường trong máu, gây biến chứng tiểu đường và cân nặng. Điều này thì đặc biệt quan trọng đối với những người có bệnh tiểu đường hoặc là đang trong quá trình kiểm soát cân nặng. Do đó thì để tận dụng tối đa lợi ích của ngũ cốc vào buổi sáng và đồng thời hạn chế tác động tiêu cực của đường, cô bác nên chọn những loại ngũ cốc ít đường hoặc là không có đường thêm vào. Ngoài ra thì có thể kết hợp ngũ cốc với các loại trái cây tươi, hạt điều hoặc là sữa không đường để làm giàu thêm dinh dưỡng và tăng cảm giác no lâu hơn. Tóm lại, ngũ cốc buổi sáng là lựa chọn thông minh giúp chúng ta bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, nhưng cần chọn lựa sản phẩm phù hợp để đảm bảo sức khỏe và cân bằng dinh dưỡng cho cả một ngày dài cô bác nhé. Món thứ ba đó là mì gạo. Vâng thưa quý vị, có lẽ nãy giờ thì nhiều cô bác đang rất là hoang mang vì nghe mấy món tốt nhưng mà mình lại chẳng bao giờ ăn. Nếu có ăn thì toàn là bún phở với mì tôm thôi. Thế thì ngay từ ngày hôm nay hãy thay thế những món ăn đó thành mì gạo cô bác nhé. Bởi vì mì gạo thực sự là một lựa chọn tuyệt vời, cực bổ cực tốt cho sức khỏe của quý vị. Theo đó thì mì gạo là nguồn thực phẩm rất ít natri với khoảng 19mg natri trong mỗi 100g sản phẩm nấu chín. Vì vậy thì đây là một sự lựa chọn lý tưởng trong các nhóm thực phẩm sợi tiện dụng cho những ai mà cần hạn chế natri trong chế độ ăn uống của mình. Giảm tiêu thụ natri được các tổ chức y tế thế giới hàng đầu khuyến nghị như một biện pháp phòng tránh các vấn đề về huyết áp, bệnh thận và các rối loạn về tim mạch.
Mỗi một chén mì gạo nấu chín với trọng lượng 176g cung cấp 0,201mg mangan và 0,067mg đồng 1. Đây là hai khoáng chất thiết yếu trong việc giúp giảm viêm này, kiểm soát đường huyết, hỗ trợ hình thành tế bào hồng cầu và tăng cường hệ miễn dịch, từ đó thì duy trì sức khỏe xương và hệ tim mạch của chúng ta tốt hơn. Đặc biệt mì gạo là lựa chọn an toàn cho những người không dung nạp gluten, bao gồm cả bệnh nhân celiac và những người mẫn cảm với gluten không celiac. Việc loại bỏ gluten khỏi chế độ ăn thì giúp giảm nguy cơ phản ứng miễn dịch tiêu cực, giảm tổn thương ruột, cải thiện các triệu chứng về tiêu hóa. Mì gạo thì vốn đã tốt rồi nhưng sẽ còn có lợi hơn gấp trăm lần nếu như cô bác biết kết hợp cùng với cả rau cải. Lý do là vì đây là loại rau lành tính, có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, rau cải là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Việc bổ sung kết hợp rau cải với mì gạo không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch mà và hệ miễn dịch mà còn hỗ trợ chúng ta quá trình giảm cân, duy trì chức năng tiêu hóa khỏe mạnh. Những thành phần chống oxy hóa trong rau cải được biết đến với khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và bảo vệ sức khỏe của mắt. Đặc biệt là những ai quan tâm đến làn da cũng được cải thiện nhờ vào khả năng làm da sáng và ngăn ngừa lão hóa từ các chất chống oxy hóa có trong rau cải. Thế nên, ngay sáng ngày mai khi ngủ dậy thì quý vị cô bác hãy thử nấu ngay cho mình một tô mì gạo cùng với rau cải để nhận những lợi ích tuyệt vời quý vị nhé. Món ăn thứ tư vô cùng bổ dưỡng, rẻ tiền mà lại phổ biến dễ mua đó là củ khoai lang. Nằm trong danh sách vàng những loại thực phẩm được chuyên gia khuyên ăn vào buổi sáng, nếu cô bác nào còn chưa biết bổ sung thì từ sau ngày hôm nay hãy chuẩn bị khoai lang để thêm vào thực đơn bữa sáng của mình. Nói về lợi ích của khoai lang thì đây là nguồn cung cấp carbon hydrate phức hợp giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể suốt cả một buổi sáng mà không gây tăng đột ngột nồng độ đường trong máu đâu ạ. Điều này thì làm cho khoai lang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người cần duy trì mức độ năng lượng ổn định trong suốt một ngày dài. Khoai lang thì giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Chúng cung cấp một lượng lớn vitamin A, C và các chất chống oxy hóa như beta-carotene, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại. Khoai lang thì cung cấp kali, một khoáng chất quan trọng giúp duy trì huyết áp ổn định, chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh. Đặc biệt, khoai lang là một thực phẩm rất là giàu chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp giảm viêm này, hỗ trợ quá trình phục hồi sau chấn thương hoặc là bệnh tật. Để tận dụng tốt tối đa được lợi ích của khoai lang vào buổi sáng, cô bác có thể sử dụng khoai lang nướng hoặc là hấp thay vì chiên để giảm lượng calo và chất béo nạp vào cơ thể. Món ăn bổ dưỡng thứ 5 đó là trứng gà. Từ lâu thì trứng gà là loại thực phẩm quen thuộc và phổ biến xuất hiện rất nhiều trong mâm cơm của các gia đình người Việt. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau mỗi quả một trứng gà nhỏ bé thì lại là một kho dinh dưỡng tuyệt vời và ẩn chứa vô vàn lợi ích quý giá cho sức khỏe. Tuy nhiên thì theo các chuyên gia, chúng ta sẽ nhận được tối đa những lợi ích đó khi ăn trứng vào buổi sáng thôi ạ. Đó là bởi buổi sáng khi dạ dày của chúng ta còn đang trống rỗng thì khả năng chúng sẽ hấp thụ được protein và axit amin có trong trứng gà gần như là 100% cơ. Đây là hai chất thiết yếu cần thiết cho cơ thể, rất phù hợp với đối tượng đang bị suy dinh dưỡng hoặc là người bệnh vừa ốm dậy cần phục hồi thể lực. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol cao trong trứng còn giúp làm giảm tới 28% nguy cơ tử vong do đột quỵ, đồng thời hạn chế tối đa các bệnh lý mãn tính về tim mạch như là huyết áp, này tiểu đường, xơ vữa động mạch. Mặt khác thì do có hàm lượng nguồn đạm thực vật khá dồi dào nên trứng cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng của mọi người. Tuy nhiên, trong trứng thì có rất là giàu protein và chất béo. Vì vậy, việc ăn quá nhiều trứng sẽ dẫn tới tình trạng thừa chất, làm tăng gánh nặng cho thận, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, lâu ngày thì có thể là dẫn đến thừa cân béo phì. Lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng rằng, mọi người khỏe mạnh bình thường thì chỉ tiêu thụ tối đa 2 quả trứng vào một buổi sáng thôi, không được lạm dụng quá đà, kẻo có ngày rước họa vào thân, cô bác nhé. Món thứ 6 cực tốt, cực bổ, đó là sữa chua.
Nghe tới đây, cô bác có thấy mình đang bổ sung đúng được mấy món rồi ạ? Và có cô bác nào biết ăn sữa chua cho bữa sáng không? Hãy bình luận số 5 nếu có cô bác nhé. Theo các chuyên gia thì sữa chua cung cấp probiotic có lợi như là Lactobacillus và Bifidobacteria giúp duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra thì sữa chua rất là giàu canxi, giúp bảo vệ xương và răng khỏi loãng xương. Chất đạm ở trong sữa chua thì rất là dễ tiêu hóa và hấp thu, cung cấp năng lượng, hỗ trợ phát triển cơ bắp. Sữa chua thì có lợi cho quá trình giảm cân nhờ hàm lượng cao, calo thấp và khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn. Đồng thời thì nó giúp điều tiết đường huyết, duy trì mức insulin ổn định trong cơ thể. Nhiều quý vị cô bác biết sữa chua tốt nhưng mà sợ ăn không đủ no bụng thì cô bác cứ yên tâm, hãy ăn nhẹ một chút gì đó rồi chúng ta ăn sữa chua hoặc là kết hợp sữa chua với các loại hạt granola, trái cây thì đều sẽ giúp cho quý vị no lâu hơn đấy ạ. Và đây cũng là một trào lưu ăn healthy, ăn khỏe, ăn đẹp mà đang rất là hot hot trên các mạng xã hội hiện nay. Quý vị cô bác thân mến, trên đây thì truyền hình sức khỏe đã chia sẻ tới quý vị 6 thực phẩm tốt nhất mà cô bác nên ưu tiên cho bữa ăn sáng để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, nhận về tối đa những lợi ích cho sức khỏe. Nói đến đây thì chắc chắn sẽ có nhiều cô bác tò mò, vậy những món ăn nào ăn vào buổi sáng là không tốt và liệu không tốt thế thì phải bỏ ngay đi à, hay là như thế nào? Vâng thưa cô bác, ba món ăn sau đây có thể là đã rất quen thuộc với chúng ta rồi vào các bữa sáng. Tuy nhiên nếu như cô bác lạm dụng chúng quá nhiều, ăn thường xuyên thì không khác nào rước họa vào thân, càng ăn thì càng thọ non đấy ạ. Thứ nhất là bún phở. Vào tháng 8 năm 2022, hãng tin CNN của Mỹ đã xếp phở của Việt Nam vào một trong 20 món ăn ngon nhất của thế giới. Quả thật là rất vinh dự và tự hào cho đất nước chúng ta khi một món ăn đơn giản quen thuộc như vậy lại được vinh danh trên toàn cầu. Tuy nhiên thì thói quen ăn uống sai lầm khi ăn phở mà rất nhiều người Việt Nam chúng ta đang rước độc tố vào người rồi sống chung với cả tá bệnh nguy hiểm. Trước hết thì phải nói đến đó là hiện nay thì nhiều người có suy nghĩ độ ngon của bát phở phụ thuộc phần lớn vào nước dùng nên thường có thói quen uống rất là nhiều nước phở. Về lâu dài thì việc này vô tình đưa ra nhiều muối vào cơ thể của chúng ta, làm cho gan và thận quá tải và sinh ra hàng loạt thứ bệnh nguy hiểm như là sỏi thận, này, viêm gan và huyết áp cao. Không chỉ vậy, thường xuyên ăn các thực phẩm có nhiệt độ cao như là phở nước còn có nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư vòng họng và làm hệ tiêu hóa tổn thương nặng nề. Ngoài ra, để có được sợi phở trắng tinh và giữ được độ dai, một số cơ sở sản xuất đã sử dụng hàn the và bột lưu huỳnh với một hàm lượng rất cao. Thường xuyên ăn phở có thể làm cô bác bị ngộ độc, thậm chí là đột quỵ và tử vong chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Vậy nên cô bác hãy lựa chọn ăn phở vào buổi sáng ở những quán uy tín, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm. Và tốt nhất là một tuần cũng chỉ nên ăn 1 đến 2 lần thôi ạ. Thứ hai đó là xôi. Đằng sau món ăn dân dã này tồn tại không ít nguy cơ đối với sức khỏe con người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, xôi có tính nóng, nếu như sử dụng thường xuyên có thể gây nổi mụn và mẩn ngứa. Điều này chưa kể đến việc khi mua xôi, người bán thường sử dụng giấy in chữ, hộp xốp hoặc là túi ni lông để gói, khiến cho xôi hấp nóng vào các độc tố và kim loại nặng, khiến chúng tích tụ ở trong gan và thận. Điều này thì có thể gây hại cho sức khỏe, thậm chí là góp phần vào tình trạng suy nhược cơ thể, tạo điều kiện cho phát triển nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Sau đó tốt nhất mỗi người nên ăn xôi từ 1 đến 2 lần một tuần thôi, không nên dùng xôi để thay thế cho cơm đâu. Đặc biệt những người mà có vết thương hở, ổ sưng viêm tấy, phù nề cần tránh ăn xôi vì nó có thể gây mưng mủ, làm tình trạng nặng hơn và để lại những vết sẹo lồi không được đẹp mắt cô bác nhé. Và tôi thì cũng chia sẻ một trải nghiệm thực tế của mình đối với quý vị cô bác khi ăn xôi. Tôi thì rất là thích những đồ nếp, đồ dẻo, đặc biệt đó là xôi. Khi mà vừa sinh em bé xong thì tôi chỉ sinh thường thôi, vết khâu thì vẫn chưa lành. Tôi thì rất thích ăn xôi nên cứ sáng ra là mẹ chồng sẽ mua cho một bát xôi thật là lớn. Hoặc là trong những bữa tiệc cỗ đầy tháng hoặc là cúng mụ cho con thì cũng chuẩn bị xôi. Tôi thì ăn rất là nhiều xôi cô bác ạ.
Nhưng sau khi mỗi lần tôi ăn xôi xong, cái vết khâu ở cái chỗ mình sinh em bé đấy ạ, thì nó thường ngứa ngáy rất là nhiều và khó chịu vô cùng. Nó nhức nhức và ngứa cô bác ạ. Thế nên là những người mà có vết thương hở này, ổ viêm sưng tấy hoặc là khâu gì đó thì chúng ta hạn chế và đặc biệt là tránh xa xôi càng sớm càng tốt cô bác nhé. Món ăn thứ ba đó là bánh mì. Trong số các món ăn sáng phổ biến tại Việt Nam thì chắc chắn là bánh mì sẽ được đứng đầu. Và đối với những người nước ngoài khi mà đến trải nghiệm tại Việt Nam thì họ còn được gọi bánh mì là một món ăn truyền thống và đặc trưng của Việt Nam đấy ạ, món ăn quốc gia. Không chỉ vì tính rẻ và tiện lợi đâu mà bánh mì còn có một hương vị thơm ngon và khả năng kết hợp linh hoạt với nhiều nguyên liệu như là thịt nướng này, trứng rán, xúc xích, nên luôn là một lựa chọn hàng đầu cho những bữa sáng bận rộn của nhiều người. Tuy nhiên thì theo các nhà khoa học, việc mà chúng ta lạm dụng và thường xuyên ăn bánh mì vào buổi sáng là rất nguy hiểm. Được biết thì 80% thành phần của một chiếc bánh mì là tinh bột gluten. Việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột này có thể gây tắc nghẽn và áp lực lên dạ dày, gây rối loạn tiêu hóa, khó tiêu và táo bón. Ngoài ra thì tinh bột trong bánh mì cũng chứa một lượng cholesterol và muối lớn ạ. Sử dụng quá mức thì dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp và sỏi thận. Theo thời gian thì sự tích tụ các độc tố và tinh bột có thể góp phần hình thành nhiều căn bệnh nguy hiểm đáng sợ. Vì vậy tốt nhất là mỗi tuần thì chỉ nên ăn 2 đến 3 chiếc bánh mì vào buổi sáng thôi. Sau khi ăn bánh mì xong thì chú ý chúng ta uống đủ nước, bổ sung rau xanh và trái cây để cung cấp chất xơ cho cơ thể và hỗ trợ chức năng tiêu hóa được tốt hơn. Điều này thì giúp giảm tình trạng đầy bụng khó tiêu cho tinh bột, đảm bảo sức khỏe chung cho cơ thể của cô bác. Vâng, nghe tới đây thì có lẽ cô bác mình cũng đã rõ là nên ăn gì và tránh gì, lý do là vì sao rồi phải không ạ? Nếu như cô bác thấy chương trình chia sẻ hữu ích thì hãy nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi quý vị nhé! Cô bác thân mến, ngoài cung cấp thông tin về sức khỏe thì có một việc mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh, đó là bên cạnh việc ăn uống, sinh hoạt hay làm việc, mỗi ngày cô bác cũng nên dành chút thời gian để chúng ta tu tâm dưỡng tính, nhìn nhận giá trị của bản thân mình đấy nhé. Giá trị của bản thân mình là những ưu điểm nổi bật, thành quả, kiến thức, đạo đức tốt đẹp mà chúng ta rèn luyện được và cũng là thước đo để đánh giá bản thân mình. Mỗi người cần cố gắng học hỏi, nâng cao giá trị của bản thân, thay đổi bản thân, trở thành một công dân có ích cho xã hội. Người biết cố gắng, nâng tầm giá trị của bản thân là những người không ngừng nỗ lực học tập, tích lũy kiến thức, tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau. Bên cạnh đó thì họ cũng là những người biết nhìn nhận và lỗi sai của mình, từ đó rút ra những bài học và khắc phục, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, sống có đam mê và cố gắng theo đuổi đam mê. Việc thay đổi, hoàn thiện và nâng tầm giá trị bản thân trước hết là làm cho bản thân chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn cũng như mở mang tầm hiểu biết cho mình. Ngoài ra thì việc cố gắng hoàn thiện bản thân sẽ giúp cho ta khắc phục những khuyết điểm của mình, từ đó tự tin hơn và sẽ được mọi người tín nhiệm, tin tưởng. Người biết hoàn thiện bản thân sẽ tiến bộ từng ngày và nhận được tình yêu thương từ mọi người. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, vẫn còn nhiều người sống an phận, nghe theo sự sắp đặt của người khác vì quá là lười biếng, không có ý thức vươn lên để hoàn thiện bản thân mình. Những người này thì đáng bị xã hội thẳng thắn phê phán và cần xem xét lại cách sống của bản thân nếu muốn có một cuộc đời ý nghĩa hơn. Mỗi chúng ta thì chỉ được sống một lần trong đời thôi. Hãy hoàn thiện mình, nâng cao giá trị của bản thân mình, cống hiến những điều tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất cho cuộc đời, trở nên văn minh hơn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được chân thành cảm ơn quý vị cô bác đã chú ý theo dõi lắng nghe. Đừng quên like và đăng ký kênh để chúng tôi biết cô bác quan tâm đến chủ đề này. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cô bác trong những chương trình tiếp theo.